Các bạn đến tin nhanh 24/7. Đánh giá ngành Phoenix Engineering Gunner 50/2001, một dòng xe có khả năng gây nghiện cao cho giới trẻ Việt. Phoenix Engineering Gunner 50/2001 là một trong những dòng xe nhập khẩu từ Thái Lan đang làm cho rất nhiều anh em đam mê xe rất là thích bởi vì mặt ngoại hình chất như nước cất của nó. Ẩn sâu bên trong chiếc xe là rất nhiều những trang bị tiên tiến, đem đến những trải nghiệm cầm lái vô cùng tuyệt vời. Phoenix Engineering Gunner 50/2001 với một diện mạo độc nhất vô nhị. Trên cái phiên bản là Phoenix Engineering Gunner 50, cái con xe hôm nay hoàn toàn không có bất cứ một chi tiết nào ở dạng áo hết. Xe cho cùng nó cũng là một trong những cái dung tích vỏn vẹn chỉ có 50cc. Nên các kỹ sư sẽ không cần phải quá để tâm vào cái độ khiêm học của nó khi di chuyển tốc độ cao, vì vốn dĩ nó không thể nào đạt được vận tốc quá nhanh. Phoenix Engineering Gunner 50/2001 dễ làm cho người nhìn có cảm giác ấn tượng bởi cái hình thù chẳng khác gì một cái viên đạn thẳng tiến về phía trước. Cũng đó chính là lý do mà nó không có dàn áo. Cho nên anh em có thể thấy hệ thống điện, máy móc trên xe được sắp xếp cực kỳ gọn gàng để tránh làm tổng thể chiếc xe bị rối rắm. Cái mẫu xe này sở hữu trên mình hệ thống đèn lái, đèn hậu, đèn xi nhan đều có hình dạng tròn cổ điển, liên lạc đồng nhất với tổng thể chiếc xe. Nhưng điều đáng tiếc rằng chúng vẫn dùng bóng halogen chứ chưa phải là đèn LED. Nếu so với đèn LED, dù có hiệu quả ánh sáng tốt nhưng yếu hơn phần ánh sáng vàng từ bóng halogen, sẽ có khả năng hoạt động tốt trong khi ánh sáng trắng của LED trong cái điều kiện sương mù. Cái bóng đèn halogen còn có mức chấp hành sản xuất thấp hơn nếu so với đèn LED. Phoenix Engineering Gunner 50 còn có những trang bị xịn sò không thể ngờ tới. Nằm dưới ở phần dưới đông của con xe là một cái màn hình LCD có dạng hình tròn, không chỉ hiển thị nhiều thông tin hữu ích mà có thể tùy chỉnh được rất nhiều cái màu nền khác nhau, tạo ra cái cảm giác thích thú trong lúc cầm lái. Bên cạnh đó, cái nhiệm vụ chịu lực khung sườn chính của chiếc xe được đảm nhận luôn một cái vai trò chứa rất nhiều cái nhiên liệu của chiếc xe. Theo nhãn sức công bố thì cái bình xăng này với một dung tích là 4,5 lít, dư sức đáp ứng nhu cầu di chuyển ở trong nội ô thành phố. Phoenix Engineering Gunner 50 có kích thước tí nị là như vậy, nhưng nó lại có chiều cao yên cao hơn hẳn so với cái chiếc Z900 là 795mm. Cụ thể cái dòng xe này có với chiều cao yên lên tới là 802m. Một cái chiều cao yên là hơi kén khách do chiếu hợp với những người có chiều cao từ 1m65 trở lên. Em ấy chọn riêng cho mình một cái dàn chân vô cùng xịn sò, đi cùng hệ thống thắng đĩa ở phía trước lẫn phía sau. Ấn nửa heo thắng trước sau là cái dòng Hybrid, các bạn sẽ đem đến cái lực phanh rất mạnh. Cái phục trước của con xe chính là cái phục ống lồng, còn phục sau phải dùng cái phục đơn mũi sóc làm tăng tính sự thể thao cho tổng thể. Với hành trình tiên tương đối dài, chắc chắn cái cây phục này sẽ đem đến cái hiệu năng nhúng cực kỳ mãi hơn. Phoenix Engineering Gunner 50 mang cho mình hình hài một khối động cơ đủ xài. Như chúng tôi đã nói ở bên trên thì cái khối động cơ của con xe chỉ có dung tích ở mức là 50cc và nó chỉ đem đến cái công suất đa là 3,2 mã lực, tại ngưỡng vòng tua máy chỉ có 8.000 vòng trên phút. Một máy sức cực đại ở mức là 3 Nm, tại ngưỡng vòng tua máy là 7.500 phút, dẫn động bằng hộp số 4 cấp con tài. Nhưng em ấy lại cực kỳ nhẹ với tổng khối lượng khô chỉ có 75kg, phù hợp với một khối động cơ đủ cái sức mạnh khiêm tốn hôm nay. Về mặt giá bán của chiếc xe Phoenix Engineering Gunner 50/2001 hiện đang được là Cbiz độc quyền nhập khẩu phân phối tại Nhật Bản với mức giá bán đề xuất là 225.500 yên Nhật, đổ ra tiền Việt đạt khoảng 48 triệu đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, chi tiết nhớ like và subscribe.